Chào mọi người đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch đến với chuyên mục bất động sản cần bán. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người cái căn nhà mặt tiền Hùng Vương ở thị trấn Hiệp Phước mọi người nhé. Kinh doanh buôn bán, nhà này là 175m², đầu là 5m4, đuôi là 5m8 nữa hậu, kinh doanh cực kỳ tốt mọi người nhé. Hiện tại thì căn nhà này đang kinh doanh quần áo. Thông tin căn nhà ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, diện tích 175m², đất đô thị là 148m², còn lại 27m đất cây lâu năm. Thời hạn sử dụng là đến ngày 11 tháng 6 năm 2054. Bên đây là hình dạng của lô đất là hướng đông bắc mọi người. Mặt tiền là 5.37m, mặt hậu là 5.77m và kéo dài 31m mọi người. Cái nhà rất là đẹp mọi người ạ, làm các nội thất và cũng như là các cái tủ phía trong là bằng gỗ rất là đẹp mọi người nhé. Tầng trệt này thì do chủ đang kinh doanh quần áo này là bên ngoài là trưng bày bán, và phía trong cầu thang nữa là dạng như cái kho mọi người nhé. Và hai cái phòng ngủ thì ở tầng trên, ở tầng 1. Nhà này là làm cổng trời nên là cái nhà nó rất là thoáng mát mọi người nhé. Đi lên nha, căn nhà rất là mát mẻ mọi người. Đồ gỗ đồ nhìn nó đẹp mắt. Cái này nữa thì cái nhà rất là rộng rãi mọi người nhé. Cái nhà căn phía ngoài này thì cũng để bàn thờ đồ và ban công, nhìn ra khu vực rất là đẹp. Phía trước là cửa kính mọi người nha, cửa kính rất là dài. Mình quay thì khu vực ở phía trong, cũng như là tí nữa thì mình sẽ quay khu vực đường Hùng Vương cho mọi người xem nhé. Cái lô đất này thì mọi người đi chỉ 3 đến 400 mét là tới chợ Long Thọ, cũng như là đường 25C. Đường 25C là đường đi sân bay mọi người, nên là khu vực này cực kỳ tiềm năng mọi người nhé. Căn nhà này với cái lô đất 175m² thổ cư, giá mong muốn của chủ là 9 tỷ mọi người nhé, cho cái lô đất 175m² thổ 175m² vuông có thổ cư, mặt tiền đường Hùng Vương. Thì cái lô này là có sẵn là 148m² đất ở đô thị mọi người nhé, 148m² đất ở đô thị. Khu vực phía ngoài này là đang kinh doanh quần áo mọi người nhé, để mình ra mình quay luôn cái khu vực đường Hùng Vương cho mọi người xem. Nhà này nhìn vô rất là sáng mọi người, nhìn vô nó đã lắm. Khu vực phía trong thì người ta xây ở mọi người, nên là nó rất là kiên cố. Khu vực đường Hùng Vương, khu vực chỗ này thì kinh doanh buôn bán là rất là đông mọi người nhé, tấp nập. Chỗ như đây là lộ ra cái mặt bằng là cho kinh doanh buôn bán thôi. Cái này là đường mặt tiền mà gần khu vực 25C nữa mọi người nhé. Khu vực 25C là đường lên sân bay, mọi người ra cỡ tầm đó, mọi người chạy thẳng về phía nam này mọi người nhé. Cỡ tầm 3 đến 400 mét là tới chợ Long Thọ, và cộng thêm cỡ tầm 100 mét nữa là tới đường 25C rồi mọi người nhé. Do vậy nên là cái lô đất này là cực kỳ đẹp, cho mọi người mua để an cư, cũng như là để vừa kinh doanh buôn bán nữa. Còn anh em ở Sài Gòn mà có mua cái căn này thì cho thuê khu chỗ này thì cũng tầm 15 đến 20 triệu quá mọi người, 15 đến 20 triệu một tháng. Rất là đẹp mọi người nhé, rất là đẹp, cái đường rất là rộng. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia, để tăng cái khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp gió ngột ở huyện Nhân Trạch. Anh em chỉ cần tham gia nhóm, không cần kết bạn, không cần đăng, không cần bình luận, chỉ cần nhìn bất động sản và giá chạy đầu tư thì hãy gọi cho mình. Link tham gia nhóm mình để dưới phần mô tả. Mình nhận ký gửi bất động sản ở huyện Nhân Trạch mọi người nhé, ở các xã cánh đồng của huyện Nhân Trạch và các dự án có sổ ở huyện Nhân Trạch. Các xã như Phước Thiền, Hiệp Phước, Long Thọ, Phước An, Vĩnh Thanh, Phú Hội,
và các dự án có sổ như xây dựng Hà Nội, HUD, Thành Ân, EcoSun, Sun Flower, Mega City 2 và Long Tăng City 2 mọi người nhé. Đồng thời mình nhận giấy tờ test quy hoạch và kiểm tra xây dựng cho anh em ở xa. Chỉ cần anh game gửi cho mình cái bản scan của cái sổ, mình sẽ đi test quy hoạch cho mọi người và gửi kết quả cho mọi người thông qua cái bản scan hoặc là ảnh chụp hình gửi qua Zalo mọi người nhé. Mình sẽ bỏ ra hai buổi, buổi đầu tiên thì mình đi nộp cái hồ sơ kiểm tra cho mọi người và trong vòng 15 ngày mình sẽ lên buổi thứ hai để lấy kết quả. Và mình sẽ gửi kết quả từng bước cho mọi người nhé. Với chi phí là 500.000 đồng một lần kiểm tra. Anh em ở xa thì sẽ hỗ trợ cho anh em cái khoản đó mọi người nhé. Đỡ cái thời gian cho anh em xuống huyện Nhân Trạch cũng như là thời gian chờ để lấy kết quả tốn thời gian dài. Anh em có thể liên hệ với mình để mình test và kiểm tra cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.